câu chuyện âm dương, nhân quả nghiệp báo. Trước đây tôi cũng thường không bận tâm nhiều đến nghe Phật Pháp, đi chùa, rồi càng có tuổi càng lắng nghe đến những điều đó qua radio, qua người lớn truyền khẩu. Cũng thật đáng sợ, đừng tưởng chết là hết nhé, cứ sống bất nhân, mất đức, lừa lọc lẫn nhau, cha con, vợ chồng, anh em sống thủ đoạn mánh khóe, vùi dập nhau, kiều cá lớn nuốt cá bé, bất chấp nhân đức, cướp của nhau, về vật chất có thể từ tay người này sang tay người khác, khi không được phép của đối tác, sau câu chuyện đó sẽ đến là nhân quả nghiệp báo nặng lắm đấy. Theo luật của đời khi sống thì có luật pháp, khi chết là có luật nhân quả, sống trong gia đình còn bé cha mẹ làm gương mẫu, phổ biến cho các con, cũng có thể coi đó là luật trong gia đình, luật trong họ, luật trong dòng tộc, trên kính dưới nhường, anh, chị nhường cho em, vợ nhường chồng, sống cần có tình thương, tình yêu, bỏ cái hủ tục, phát huy học tập cái tốt đi vào cuộc sống. Trong gia đình mà có cảnh anh em, gia đình một nhà trong họ trong tộc lừa lọc nhau, tranh giành nhau, trộm cắp, cướp bóc tài sản của nhau, hình ảnh đó sẽ ghi nhớ vào đầu của những đứa trẻ lên 4, lên 5, lên 6, lên 7. Đừng tưởng những đứa trẻ tuổi đó không biết gì, nó biết hết đấy, chỉ có không nói ra thôi. Lớn lên nhìn lại, mới thấy đúng sai rồi hận thù được phát sinh từ đây. Có một câu chuyện tranh giành tài sản, tôi xin kể ra đây, âu đó cũng là bài học của đời. Có một gia đình nọ vẫn yêu thương nhau, bỗng dưng vợ chồng đưa nhau ra tòa, bỏ nhau tài sản nhà cửa được để lại cho vợ và các con ở, người chồng ra đi biệt xứ đi ở nơi khác, làm ăn tạo cuộc sống mới, các con lớn dần trong ngôi nhà, mà người cha để lại. Từ ngôi nhà, mới có nguồn thu cho thuê nhà, để nuôi sống gia đình, người con lớn lẽ ra phải biết đạo lý, trên kính dưới nhường. Nhưng hoàn toàn ỷ lại cậy lớn hiếp bé, tranh giành tiền bạc của các em, đều không được chỉ bảo, giáo dục lớn lên hành động tội càng to hơn với cách lấy trộm tiền của cha, của mẹ kế. Làm của riêng cho mình, nguy hiểm hơn là số tiền trộm cắp, lừa lọc có được là lớn bằng cả đời người không làm ra nổi, chuyện không được lý giải, hòa giải lâu dần trở thành hận thù truyền kiếp. Chuyện anh em, chị em trong gia đình bất hòa ngày một lớn dần đến một ngày bùng phát, chuyện chém chuyện giết lẫn nhau trong một gia đình, xảy ra khi mọi chuyện đã được đủ lớn. Vậy tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để cha con, anh em không nhìn thấy nhau thì tiền để làm gì khi chết có mang đi được không? Hãy sống thật đoàn kết trên kính dưới nhường, anh chị nhường cho các em, cha con, vợ chồng hòa thuận bảo ban nhau làm việc tốt hàng ngày cho con, vợ chỉ bảo, khuyên bảo cho chồng khi chồng làm, có những ứng xử hành xử sai trái đừng vào hùa với chồng với vợ, tội thêm tội. Đừng để đến khi pháp luật ra tay người thì vào tù con cái lại bơ vơ, chỉ vì người vợ đồng lõa với hành xử sai của chồng, người vợ đó thực sự không phải là người vợ tốt khi sống ở bên chồng, người vợ đang đẩy người chồng vào tù đấy. Khi con còn ấu thơ, được học tập, khi lớn được đi học cô giáo, nhà trường xã hội chỉ bảo, ắt thành người tốt. Còn nuôi con, đẻ con ra không dạy bảo từ bé vứt bỏ kiểu trời sinh voi, sinh ra cỏ, tự sống không được nuôi dưỡng ắt gia đình đó, cha mẹ sẽ càng già càng khổ bởi sự thật, con cái không được nuôi dưỡng không được dạy bảo, nó sẽ là gánh nặng bất chấp tuổi tác bao nhiêu. Nhiều đến bề trên, nhân quả nghiệp báo là có thật đấy. Thế mới có câu thơ sau, chết vui, sống thì ăn cháo, ăn rau, chết con mấy đứa đua nhau cúng gà. Sống thì nhà chẳng ra nhà, chết con xây mộ cao và rất to. Sống thì bữa đói, bữa no, biết vậy thì đã xuống đây lâu rồi. Ngày xưa mình sống trên đời, con cái nhăn nhó nói lời đắng cay, mình chết chúng đã đổi thay, năm nào cũng gửi tiền vàng mình tiêu, không hết phải mang cho người, chết con nó gửi xuống cho đủ đầy. Bây giờ mình sướng hơn tây, nghiêm trang cung kính chấp tay đàng hoàng, bây giờ mình quá vui tươi, sống lặng lẽ khóc, chết cười nhăn răng.